Cindy xin chào tất cả anh chị và các bạn. Trong chuyến tham quan Vạn Phúc vừa rồi thì bên cạnh Vạn Phúc có một dự án căn hộ đang mở bán của chủ đầu tư Custom Home. Thì Cindy ngày hôm nay sẽ cập nhật đến tất cả anh chị và các bạn những cái thông tin chi tiết về dự án này để anh chị và các bạn dễ dàng hình dung nhé. Chào mừng tất cả anh chị và các bạn đến với Urban Dream. Dự án Urban Dream. Urban Dream Thủ Đức là sản phẩm căn hộ cao cấp thứ hai được tập đoàn Custom Home triển khai tại Hồ Chí Minh. Để nói về chủ đầu tư Custom Home thì đây là nhánh phát triển bất động sản thuộc Custom Group, được biết đến là tập đoàn tư nhân quốc tế đa ngành đến từ Kazakhstan với trụ sở chính tại Singapore. Một dự án đầu tay rất nổi tiếng của họ chính là dự án đảo Kim Cương, khu căn hộ hạng sang vốn đã tạo nên tiếng vang lớn trên thị trường. Ngoài thiết kế ấn tượng, chất lượng tốt thì dự án này có mảng xanh rất lớn. Thật ra, đây chỉ mới là dự án thứ hai được phát triển bởi chủ đầu tư này, nên về cơ bản, chúng ta chưa thể khẳng định về sự uy tín của chủ đầu tư. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, ở dự án đầu tiên họ triển khai thì chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt, chỉnh chu và có sự đầu tư cho tiện ích với không gian xanh, thoáng đãng. Xem qua phối cảnh của Urban Green, chúng ta có thể thấy được những ưu điểm nổi bật về thiết kế, với những đường cong ấn tượng tạo điểm nhấn, cùng với đó là mảng xanh khá tốt. Về quy mô, Urban Green rộng 20.000 m2 với 2 block căn hộ cao 23 tầng với 735 căn hộ. Mật độ ổn, không quá dày như những dự án căn hộ khác. Thiết kế căn hộ với diện tích đa dạng từ 50-212 m2, 1-4 phòng ngủ. Đơn vị xây dựng dự án này là nhà thầu Kotecong, đơn vị xây dựng và phát triển Landmark 81. Ở góc nhìn từ trên cao này, các bạn có thể thấy Urban Green tọa lạc trên mặt tiền đường số 6, cách quốc lộ 13 khoảng 80m. Vị trí của Urban Green gần như đối diện với Vạn Phúc City, một trong những khu đô thị kiểu mẫu rất đẹp của tập đoàn Vạn Phúc. Các bạn có thể tìm video về khu đô thị Vạn Phúc trên YouTube của Sydney. Ưu điểm của vị trí này là kết nối dễ dàng với những tiện ích ngoại khu nổi bật như trung tâm quận 1, sân bay Tân Sơn Nhất, khu công nghiệp Sóng Thần. Tất cả đều nằm trong bán kính 10km, thời gian di chuyển trung bình từ 15-20 phút tùy vào tình trạng giao thông. Nhưng về cơ bản là thuận lợi vì đều di chuyển qua các trục đường lớn. Thêm vào đó, rất nhiều khách hàng lựa chọn sở hữu Urban Green vì dự án này ngay bên cạnh Vạn Phúc City, gần như tận hưởng được rất nhiều tiện ích của khu đô thị này với mức giá lại khá tốt. Giá bán dự án này ở giai đoạn 1 chỉ rơi vào khung từ 50-55 triệu một mét vuông. Một khung giá có lẽ sẽ khó xuất hiện trong tương lai với những gì mà Custom Home đã triển khai tại Diamond Island. Hạn chế lớn nhất của vị trí này có lẽ là quốc lộ 13 với lưu lượng giao thông cao nên thường xuyên kẹt xe. Ngoài ra, thành phần cư dân và an ninh cũng là một vấn đề đáng lưu tâm. Cùng với đó, khu vực này mưa lớn cũng sẽ thường xuyên bị ngập theo chia sẻ của cư dân sinh sống tại đây. Chính vì thế mà vấn đề xử lý hạ tầng của Urban Green cũng cần được quan tâm chú trọng hơn. Thêm vào đó, bao quanh dự án này là phân xưởng và nhà dân sinh cũ, khó đồng bộ trong tương lai gần, nên view ngoại khu sẽ không quá ấn tượng. Nếu các bạn lựa chọn những sản phẩm của Urban Green, nên lựa chọn những sản phẩm có view nội khu. Hoặc nếu ngoại khu, hãy lựa chọn những sản phẩm cao từ tầng 8 trở lên để tầm nhìn được thông thoáng và thoải mái hơn khi căn hộ chính thức nhận bàn giao. Về tiến độ hiện tại, Urban Green Thủ Đức khá chậm theo quan sát của Sydney. Từ thời điểm mở bán đến nay, dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện móng, hầm. Số lượng công nhân thi công tại đây không quá đông. Theo những thông tin truyền thông, thì dự án sẽ nhận nhà vào quý 1 năm 2024. Sydney đánh giá đây là thời điểm phù hợp với khả năng cao rơi vào điểm phục hồi của thị trường. Về cơ bản, Urban Green Thủ Đức là dự án theo đánh giá của Sydney về tổng quan là tốt. Tiện ích nội khu và ngoại khu của dự án là tương đối đầy đủ, phù hợp với các gia đình và người trẻ thành đạt tìm một chốn an cư đầy đủ tiện ích. Nơi đây sẽ là chốn an cư phù hợp để bạn có thể sống trọn vẹn và tận hưởng những giá trị tốt đẹp nhất của cuộc sống trong tương lai. Và vừa rồi là những thông tin của dự án Urban Green mà Cindy đã chia sẻ đến với tất cả anh chị và các bạn. Ngoài những hạn chế mà Cindy đã chia sẻ trong video vừa rồi, thì về tổng quan, Urban Green là một dự án mà Cindy đánh giá tốt, tốt về mặt chủ đầu tư cũng như là vị trí của dự án này khá thuận lợi để chúng ta có thể di chuyển đến các khu vực khác nhau của thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó thì dự án này nằm bên cạnh với Vạn Phúc City. Đây là một trong những khu đô thị mở trong tương lai, nó sẽ có rất là nhiều các loại hình dịch vụ và tiện ích phục vụ đầy đủ cho nhu cầu của cư dân ở trong khu vực này. Chính vì thế mà Urban Green sau này nó sẽ tận hưởng được khá nhiều các cái tiện ích tại Vạn Phúc City. Đó là những cái chia sẻ và đánh giá của Cindy. Còn anh chị và các bạn, chúng ta cảm nhận như thế nào về dự án này? Hãy chia sẻ quan điểm của anh chị và các bạn bằng cách comment ở phía bên dưới nhé. Cũng như là đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Cindy để chúng ta không bỏ lỡ những video review bất động sản cũng như là các hạ tầng bất động sản trong tương lai. Còn bây giờ thì Cindy xin chào và hẹn gặp lại.